Ngày 2 tháng 11, Ban Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Hải Dương và Đoàn Thanh niên các cơ quan, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Báo Hải Dương, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông tại trường Mầm non Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. Theo đó, đoàn đã trao tặng 2 công trình nước sạch trị giá 15 triệu đồng và nhiều quần áo, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm để đồng hành cùng các em nhỏ khó khăn của trường Mầm non Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ đến trường. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ thanh niên, chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa biên giới.